Bản tin nhanh 24 giờ trở lại với khán giả với những thông tin sáng nay về tình hình dịch bệnh và một số nghiên cứu mới của các nhà khoa học trên thế giới, đồng thời cung cấp những kiến thức tăng cường sức khỏe từ những thực phẩm đơn giản, dễ tìm ở cuối bản tin. Sau đây là thông tin chi tiết. Tỷ lệ hồi phục khi mắc Omicron đến 96% Tỷ lệ hồi phục thông thường ở bệnh nhân COVID-19 trước đây là 80%, nhưng ở nhóm mắc chủng Omicron đã tiêm đủ vaccine, tỷ lệ này lên đến 96%. Theo báo cáo từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, tỷ lệ hồi phục khi mắc chủng Omicron đã tiêm đủ vaccine cao hơn các chủng trước đây 20%, lên tới 96%. Tỷ lệ gặp di chứng hậu COVID-19 hoặc trầm trọng hơn là tử vong thấp hơn hẳn trước đây. Các di chứng hậu COVID-19 hay gặp là sơ phổi, mệt mỏi, tức ngực, hụt hơi, ho, mất ngủ, trụng tóc, chóng mặt, đau đầu, trầm cảm, lo âu, ù tai, đau họng, loạn cảm họng, mất mùi, buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng và chán ăn. Tuần tới sẽ bắt đầu cấp hộ chiếu vaccine. Tính đến cuối tháng 3, đã có 1.000 người tiêm vaccine COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai được cấp hộ chiếu vaccine để đi công tác, du lịch. Đây là những người đầu tiên ở Việt Nam được cấp hộ chiếu vaccine. Theo Bộ Y tế, qua thí điểm ban đầu cho thấy, trình tự cấp theo quy định của Bộ Ban hành tháng 12 năm 2021, đảm bảo thông suốt, để cấp chứng nhận tiêm chủng theo định dạng chuẩn quốc tế cho người có nhu cầu. Dự kiến đầu tuần tới, Bộ Y tế sẽ tổ chức hội nghị triển khai cấp hộ chiếu vaccine cho 63 trên 63 tỉnh thành và sẽ bắt đầu chính thức cấp hộ chiếu vaccine rộng rãi ngay sau đó. WHO thông tin về biến thể mới có thể lây nhanh hơn Omicron. Theo các kết quả nghiên cứu sơ bộ do WHO tổng hợp, biến thể XE một dạng kết hợp của biến thể BA1 và BA2, có tốc độ lây nhiễm trong cộng đồng cao hơn BA2 khoảng 10%. WHO công bố, XE được phát hiện lần đầu ở Anh vào ngày 19 tháng 1 và hơn 600 mẫu phân tích rủi gen được xác nhận là biến thể XE. Ước tính cho thấy biến thể này có tốc độ tăng trưởng lây nhiễm trong cộng đồng cao hơn BA2 khoảng 10%. Những dữ liệu ban đầu về tỷ lệ tăng trưởng số ca mắc do nhiễm XE không cho thấy sự khác biệt đáng kể với BA2. Tuy nhiên, Dựa trên các dữ liệu mới nhất, tính đến ngày 16 tháng 3, thì tốc độ tăng trưởng số ca mắc do nhiễm biến thể này có thể cao hơn 9,8% so với BA2. Hiện XE vẫn chiếm phần rất nhỏ trong tổng số ca mắc bệnh trên toàn thế giới, nhưng nếu thực sự tốc độ tăng trưởng số ca mắc do nhiễm biến thể này cao hơn 10% so với BA2, thì khả năng lây lan của XE sẽ cao hơn tới 43% so với Omicron, oh biến thể hoành hành trên toàn thế giới trong những tháng vừa qua. Tuy nhiên, biến thể BA2 hiện nay vẫn chưa có dấu hiệu lây nhiễm diện rộng. Giới khoa học hy vọng rằng XE gây ra cũng sẽ như vậy. Hiện tại ở Việt Nam chưa ghi nhận ca nhiễm biến thể XE nào. Cẩn thận với biến chứng tim mạch hậu COVID Hậu COVID là vấn đề được nhiều người quan tâm hiện nay bởi những ảnh hưởng lâu dài của nó đến cơ thể. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng hậu COVID dẫn đến các biến chứng về vấn đề tim mạch dù không phải bệnh nhân nào cũng để lại di chứng này sau khi khỏi bệnh nhưng nếu không may mắc phải thì cần được phát hiện chẩn đoán kịp thời để không nguy hiểm đến tính mạng hậu covid có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch ngay cả khi mắc bệnh nhẹ hoặc trên những người trẻ tuổi những triệu chứng thường gặp bao gồm rối loạn mạch máu não rối loạn nhịp tim viêm cơ tim bệnh tim thiếu máu cục bộ huyết khối và các rối loạn chức năng tim khác theo tiến sĩ nguyễn thị thu thủy trưởng khoa khám bệnh tự nguyện thuộc bệnh viện tim hà nội di chứng về tim mạch nổi trội và nguy hiểm nhất là viêm cơ tim, thuyên tắc các mạch máu lớn như phổi, não, các mạch chi dưới. Mệt mỏi cũng là một triệu chứng thường gặp nhất ở tim mạch hậu COVID. Ngoài ra còn có các biểu hiện như khó thở, đau ngực, hồi hộp trống ngực. Tuy nhiên các triệu chứng này có thể bị ảnh hưởng bởi việc hạn chế vận động trong thời gian mắc COVID. Các bác sĩ khuyến cáo, sau khi khỏi bệnh, nếu có các triệu chứng sau đây thì nên khám và tư vấn xem mình có đang mắc di chứng về tim mạch hay không. Đau ngực tức ngực kéo dài hoặc đau dữ dội tim đập nhanh cơn choáng đột ngột đang ngồi đứng dậy sa sẫm mặt mày sương mù não bệnh đản trí hụt hơi khó thở mệt mỏi tới mức không thể làm những việc mà trước đây có thể làm mặc dù vậy tỷ lệ bệnh nhân mắc di chứng về tim bạch hậu covid là không cao do đó sau khi khỏi bệnh người dân không nên quá lo lắng nhưng cũng không nên chủ quan trước những dấu hiệu sức khỏe của mình lần đầu giải mã thành công trình tự hoàn chỉnh bộ gen người. Việc có một trình tự hoàn chỉnh, không có khoảng trống của khoảng 3 tỷ ký tự trong ADN của con người là vô cùng quan trọng. Nó có thể giúp hiểu được toàn bộ thể gen phổ biến của con người, hỗ trợ các nghiên cứu di truyền về bệnh tật ở người. 20 năm sau khi dự án bộ gen người đưa ra, bản phát thảo trình tự bộ gen người đầu tiên, các nhà khoa học đã công bố trình tự hoàn chỉnh, không có khoảng trống đầu tiên của bộ gen người. Theo các nhà nghiên cứu, việc có một trình tự hoàn chỉnh không có khoảng trống của khoảng 3 tỷ ký tự trong ADN của con người là vô cùng quan trọng, bởi điều này có thể giúp giới khoa học hiểu được toàn bộ thể gen phổ biến của con người, cũng như nắm được những yếu tố của quy luật di truyền đối với một số căn bệnh nhất định. Năm 2003, dự án giải trình tới 92% bộ gen người, tuy nhiên, phải mất đến 20 năm sau để giải mã 8% còn lại vì sự phức tạp của chủ thể nghiên cứu. Theo Viện Nghiên cứu Quốc gia Mỹ về bộ gen người, NHGRI, Phần 8% còn lại này bao gồm nhiều gen và ADN có tính chất lặp lại với kích thước tương đương toàn bộ nhiễm sắc thể. Nghiên cứu mới đã sử dụng một dòng tế bào của con người chỉ có một bản sao nhiễm sắc thể để giải trình tự gen, thay vì sử dụng các tế bào chủng của người vốn mang hai bản sao của mỗi nhiễm sắc thể, một bản sao của mẹ và một bản sao của người cha. Ông Eric Green, giám đốc viện nghiên cứu quốc gia Mỹ cho biết, việc tạo ra một trình tự bộ gen người hoàn chỉnh thực sự là một thành tựu khoa học đáng kinh ngạc cung cấp cái nhìn toàn diện đầu tiên về bản vẽ adn thông tin cơ bản này sẽ củng cố các nỗ lực đang diễn ra nhằm hiểu được tất cả các sắc thái chức năng của bộ gen người từ đó hỗ trợ các nghiên cứu di truyền về bệnh tật ở người thực sự việc hoàn thiện trình tự bộ gen của con người giống như chúng ta được đeo một cặp kính mới giờ đây chúng ta có thể nhìn mọi thứ rõ ràng hơn tiến thêm một bước nữa để hiểu được ý nghĩa của chủ thể